Nếu người lễ Phật, niệm Phật mà không lấy hai chữ thành kính, tức là chân thành mà cung kính, thì cái sự lễ Phật của người này gieo một cái viễn nhân, tức là cái nhân xa của đời sau, không đáng kể lắm. Còn nếu người này mà lễ Phật với cái tâm mà chân thành cung kính á, thì một lạy của người này nó tiêu túc nghiệp vô lượng đời kiếp, 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Thành kính như thế nào? Phải làm sao thấy Phật đối trước mình là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn á, tuy rằng là Phật nhựa, Phật đá, Phật giấy, Phật cốt, Phật xi măng, mà phải thấy làm sao như Phật thiệt. Và khi mình lạy xuống rồi mình thấy cái trán của mình để lên chân của Ngài, và một lạy là Ngài quán đảnh cho mình một lần. Mà nếu ai chân thật mà lạy như vậy đều đặn thường xuyên, thì cái sức để tiêu nghiệp, bởi vì lễ Phật một lễ là tội diệt hà sa mà, niệm Phật một câu là công đức vô lượng, vừa là lễ Phật để tội tiêu mà vừa là niệm Phật để tăng trưởng công đức, thì công phu người này tiến rất nhanh. Cho nên hôm nay cái thời khóa của chúng tôi là lấy lễ Phật, niệm Phật làm chính. Vì vậy Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái việc cung kính, lắng nghe ha. Hết thảy chúng sanh đều có sẵn tánh đức, nhưng rất ít có tu đức. Nay đã phát tâm học Phật là do từ tánh đức khởi lên tu đức. Chút nữa chúng tôi giảng chỗ này. Tuy có tâm ấy, nhưng nếu chẳng kiệt thành tận kính tu trì, thì tu đức chẳng thể tăng trưởng. Tánh đức vẫn bị phiền não ác nghiệp gây chướng ngại như cũ, chẳng thể hiển hiện được. Như mặt trời trong mây, trọn chẳng thấy được tướng sáng. Vì thế phải phấn chấn tinh thần, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm các điều lành trong thế gian. Tất cả chúng sanh đều có sẵn tánh đức. Tức là Phật nói là ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Và ta ra đời nhằm mục đích để khai thị chúng sanh thành tựu được cái tánh đức này. Và cái tánh đức này mình với Phật bằng nhau không khác. Nhưng mà rất nhiều người lầm. Lúc trước chúng tôi tu thiền, chúng tôi cũng bị lầm ở chỗ này. Lắng nghe, lầm ở chỗ nào? Mình có sẵn tánh đức, mình có sẵn Phật tánh rồi, mình lễ Phật chi nữa? Mình có sẵn tri kiến Phật, mình có sẵn tánh đức rồi, mình niệm Phật chi nữa? Cái chỗ này là cái chỗ lầm chết này. Tuy rằng mình có sẵn tánh đức, mình có sẵn Phật tánh, nhưng mà cái tánh đức của mình giống như là mây nó đang che cái mặt trăng, nó đang che mặt trời rồi, cũng như là vàng nó ở trong quặng à, nó chưa khởi được cái diệu dụng của tánh đức. Cái diệu dụng của tánh đức đó là 32 tướng tốt, đó là 80 vẻ đẹp, đó là tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Mình không có thông nào hết trơn, mình không có cái được cái trí huệ, nó bị cái mây mờ phiền não nó che lấp hết trơn rồi. Cho nên khi mà mình nói mình có tánh đức, mình có Phật tánh, mình lễ Phật chi á, cái tâm ngạo mạn này tội lớn ngập trời, nguy hiểm vô cùng cái chuyện này. Ngài nói tuy rằng mình có tánh đức, nhưng mà tánh đức này nó chưa có hiển lộ được cái diệu dụng, nó chưa phát triển được từ bi hỷ xả vô ngã vị tha đến tột cùng. Cái diệu dụng của nó chưa phát triển được, nó do mây mờ ngăn che rồi. Cũng như là vàng, cái vàng đang ở trong quặng với cái vàng mà mình làm cà rá nhẫn dây chuyền đó, nó là một thôi, hai chất vàng đó là một, nhưng mà chưa sử dụng được cái vàng ở trong quặng,
Hoàng trong vẫn chưa xài được, bây giờ chưa lọc tạp chất ra. Mà vàng người ta đã lọc tạp chất ra rồi, người ta làm dây chuyền, làm gà rá, người ta sử dụng được rồi, người ta đã lọc tạp chất rồi. Cái vàng mà đã sử dụng được rồi, đó là tánh đức của chư Phật, chư Bồ Tát đã hoàn thiện được rồi, nó đã phát ra diệu dụng được rồi, để trang trí, để sử dụng được rồi. Còn vàng của mình là đang nằm trong quặn, có nghĩa là cái tánh đức của mình đang bị phiền não ngăn che, mình chưa phát triển ra được diệu dụng. Bây giờ phải tu đức. Mà tu đức thì chỉ có lấy câu Phật hiệu, lễ Phật, niệm Phật, thì cái tánh đức của mình nó mới lưu lộ ra được cái diệu dụng. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi thấm thía cái lời dạy của Ấn Tổ, chứ không là mình lầm đường lạc lối. Nghe những vị tu thiền hồi xưa, chúng tôi cũng tu thiền, nói mình sẵn có Phật tánh rồi cần gì niệm Phật. Niệm Phật cũng là niệm, cũng là vọng, giống như là gì, mạc vàng rớt trong con mắt. Dầu cho vàng nó quý nhưng mà cái mạc nó rớt vô con mắt vẫn xuống. Dầu cho cái câu niệm Phật nó quý như mạc vàng, nhưng mà nó để trong tâm mình nó vẫn bị gì, vẫn là niệm, vẫn là vọng tưởng. Cái ví dụ kiểu này là sai trái vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị nên đọc văn sao Ấn Tổ để khỏi lầm đường lạc lối, để khỏi những cái người khác họ tu về lý tánh của thiền, họ phá sự tướng của chúng ta, nguy hiểm vô cùng. Có nhiều Phật tử đang niệm Phật ngon lành gì, gặp vị thầy đó ông nói mình có sẵn Phật tánh, mình có sẵn tánh đức rồi, cần gì niệm Phật ở bên ngoài. Làm cái kiểu đó giống như đầu mọc thêm đầu, lý luận ghê lắm. Nhưng mà hỏi cái tánh đức họ sử dụng được chưa? Chưa. Cho nên cái người mà lễ Phật là đem câu Phật hiệu là quả địa của Phật A Di Đà tu đã thành, quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành, làm cái nhân địa để mình tu, thì cái tánh đức của mình nó nhanh hiển lộ ra. Bây giờ trong cái quả giác của Phật A Di Đà nó có chứa sẵn vô lượng giác, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nếu mà thực sự chân thành mà niệm, tha thiết mà niệm á, thì phiền não mây mù á, nó tan biến, thì cái tánh đức này nó hiển lộ. Mà khi tánh đức của con người này hiển lộ được rồi, cái lòng từ của họ quý vị biết kinh khủng lắm. Kinh khủng không phải là dữ dằn nha, ý muốn nói là cái lòng từ của họ, khi mà quý vị ngồi gần họ là thấy cái từ trường của họ làm cho mình không khỏi được phiền não, hết buồn giận luôn. Kinh khủng như vậy. Mà cái người mà họ lễ Phật vừa vừa thôi nha, là họ thấy chúng sanh cái là họ không dám ăn rồi đó. Nhưng mà lúc trước họ chưa lễ Phật, chưa niệm Phật, kêu họ bỏ đi đừng có ăn thịt chúng sanh này, tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình á, đừng có ăn vô rồi phạm phải rồi chừng trả nợ cực lắm. Ăn miếng trả miếng á, nó đau đớn, nó chết làm sao á. Bởi vì cái nghiệp nó có cái nguyên lý của nó, cái tạo nghiệp, lắng nghe nè. Tự tay mình giết, suối người giết, vui theo giết. Cái người vui theo giết là lấy tiền đem ra mua xong về xào xào. Đó, vui theo giết á. Hiểu không? Ăn á, mình ăn cho nó ngon, mình ô ngon quá. Gọi là vui theo giết, hiểu không? Cũng phải cộng nghiệp ạ. Đừng có nói là người ta giết rồi tôi mang về tôi có giết đâu, tôi đâu có làm gì mà tôi giết mà tôi tạo nghiệp. Không có. Cái nguyên lý để tạo nghiệp là tự mình giết, suối người giết, vui theo giết. Tự mình trộm, suối người trộm, vui theo trộm, cũng đều tạo nghiệp đó. Bữa nay có ai vui theo trộm không, giơ tay coi. Vui theo giết coi, giơ tay coi. Có không? Vui theo giết là mua thịt về mình ăn ngon đó, mình hoan hỉ á, mình thấy nó ngon rồi mình vui phải không? Ngon là vui à? Không ngon sao ăn được? Đó, đều tạo nghiệp hết. Mà khi mà cái người mà lễ Phật á, người ta niệm Phật á, thì cái tánh đức, cái diệu dụng của tánh đức từ bi á, cái lòng từ của họ đó lưu lộ ra. Họ thương chúng sanh quá chừng luôn, và họ nhìn thấu trước khi con thú này chết là bị đâm cổ, rồi bị đập đầu, rồi bị cắt từng miếng thịt. Họ nhìn vậy rồi, họ nghĩ ra vậy rồi, họ thấy họ thương chúng sanh quá chừng luôn. Rồi họ nhìn sâu thêm chút nữa là trong kinh nói là tứ sanh phụ mẫu cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp là làm gà làm heo, làm bốn loại á, thai sanh nổi sanh thấp sanh hóa sanh, bốn loại này là gia thân bằng quyến thuộc của mình. Họ suy nghĩ cái lời kinh nữa, cái bắt đầu gì, họ giật mình,
họ không dám ăn nữa. Mà khi họ không dám ăn rồi, bắt đầu họ khuyên người khác không ăn nữa. Rồi khi người khác không giết nữa, thì tổ sư Ân Quang nói khuyên một người không giết và khuyên một người họ bỏ ăn mặn, họ ăn chay, cái phước của người này rất lớn. Bởi vì ngay bây giờ cho đến về sau, đến đến hết đời của họ và có thể đời sau nữa, là họ tích lũy được cái lòng từ không giết đó. Cái phước của người mà khuyên người khác ăn chay kiêng giết lớn lắm. Thế bây giờ hôm nay quý vị tới, quý vị phát tâm 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hoặc là 100 ngàn gì đó phóng sanh, phải không ạ? Thì có tuần có tuần không, hoặc là mình phóng sanh xong cái là thôi, cũng có cái công đức phóng sanh. Nhưng mà nó không có bằng mình khuyên họ, họ bỏ ăn mặn, họ ăn chay và họ không giết nữa, họ khuyên người khác. Thì nó lan truyền từ từ như vậy á. Người thứ nhất khuyên người thứ hai, người thứ hai khuyên người thứ ba khuyên người thứ 50 đến 500. Thì người thứ nhất này công đức thù thắng, được hưởng 500 phần công đức khuyên người khác. Hoan hỷ ha, nghe hoan hỷ không? Hôm nay mà chịu vô đây ngồi mà nghe là thiện căn sâu dày lắm, chúng tôi nó buồn ngủ đó. Chứ không thôi lên tới nửa chừng, tới dốc cái bắt đầu nó lủng bánh xe, chó nó cắn, chứ không dễ gì lên đây đâu. Tôi đã lên mà ngồi ở trong này để mà gặp được cái pháp duyên này, nó phải đủ nhân duyên lắm chứ không phải đơn giản. Có nhiều người người ta thấy ở gần đây, người ta lên đây người ta thấy bình thường lắm. Nhưng mà cái chú mà Đức Minh ông ở bên Úc đó, ông nói trời ơi, cũng mơ ước làm sao mà con mẹ con xong xuôi hết, bà ra đi rồi con về con tu ở đây, con mong chờ, con thấy đạo tràng con thèm, con thích quá chừng. Những người ở xa đó, họ muốn mà về được ngồi ở trong đây một thời, thấy chúng tôi bằng xương bằng thịt thì thôi, họ mừng hết lớn, họ hoan hỷ. Giờ lắng nghe cái tánh đức ha. Người muốn tánh đức là Phật tánh của mình, tại phàm không giảm, tại thánh không tăng, nó đầy đủ trong đó hết. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện gọi là duy ngã độc tôn. Ngài nói cái câu là duy ngã độc tôn, nghĩa là chỉ có cái chân ngã này là nó tôn quý hơn hết. Mà chúng sanh bỏ đi cái chân ngã này, gọi là quay lại tánh giác mà hợp với trần lao phiền não, cho nên khổ đau cùng cực. Nếu chúng sanh bỏ đi cái tánh giác, quay lại với trần lao phiền não, bỏ đi câu Phật hiệu, quay lại với trần lao phiền não, thì chắc chắn có người này phải đọa lạc khổ đau. Còn nếu người đó biết đây là tánh đức mình có sẵn, nhưng mà không trở về được lại với tánh đức, mình quên nó hẳn vô lượng đời kiếp. Cái Phật tánh, cái tánh nghe mình quên hẳn nó vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi, không cách nào mình trở về sống lại được với nó hết. Thì có một cái cách duy nhất, đó là niệm câu Phật hiệu để trở về tánh đức, để khai thác tánh đức. Nếu ai siêng năng thường niệm danh hiệu Phật thì cái tánh đức của họ được lưu lộ ra, châu báu ở trong tánh đức của họ xài hưởng một đời này không hết. Còn họ đem cái vọng tưởng điên đảo á, họ không niệm câu Phật hiệu, không trở về được lại tánh đức, để họ suy nghĩ, họ tạo cái sự nghiệp, dầu cho họ là tỷ phú, dầu cho họ là gì trong cõi đời đây đây nữa, vẫn là nghiệp chướng mà thôi. Vì gì? Vì tất cả những cái thứ đó là nó sáng tạo phẩm bằng từ cái tâm thức vọng tưởng, nghiệp chướng. Mà có nghiệp chướng rồi sẽ có khổ đau tới cho coi. Cái lúc mà bỏ nó ra đi, thọ mạng hết rồi, bắt đầu mới gì? Mới biết cái cảnh của nó là gì? Quyến luyến, đắm nhiễm, khổ đau cùng cực. Mấy ai nếu mà là phàm không vô trong dòng thánh, mà có phước mà lại không hưởng si phước đâu. Chỉ có những người họ đọc lời của Phật Tổ rồi, họ biết rằng là có phước để cho người khác hưởng. Họ có phước, họ có tiền, họ kêu thôi ăn uống cho sung sướng, nhậu nhẹt, chết làm sao mà hưởng được. Có cái ông đó ông nói, bây giờ mình không biết cái đời sau đó làm sao, đời trước mắt nè, nhà cửa xe cộ ăn uống phủ phê đi, giờ 3, giờ 5, giờ 7 tới nơi luôn, chết rồi biết đâu. Người ta nói còn, ông Phật ông nói còn, mấy thầy ông nói sùm còn, chứ mình chưa chết chưa biết, chết ra ngay. Yeah. Phật nói là đây là kẻ đáng thương nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không biết tội ác nhân quả, không biết thiện ác nhân quả.
rồi sẽ thấy cái cảnh của nó. Vào địa ngục mới biết cái cảnh của nó. Cho nên sáu cảnh giới lắng nghe nè: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là sáu. Thì hai cái cõi mà mình thấy đó là súc sanh và người, mình thấy được. Chứ trời, cái tần số cảnh giới mình cũng thấy không được. Atula mình cũng không thấy được. Trong kinh Phật nói như vậy. Phật thì không nói sai sự thật. Mỗi lần Ngài giảng, Ngài nói trời, người, Atula đến nghe pháp, đúng không ạ? Trong kinh hay nói súc sanh thì mình thấy, nhưng mà ngạ quỷ, địa ngục, cảnh giới đó mình cũng không thấy được. Nhưng mà những người họ đọa vào trong đó họ thấy. Bồ Tát khai thiên nhãn pháp, nhãn Phật nhãn thì thấy. Thì cái người ở cõi trời, thì những vị ở cõi trời, ở cõi Atula, ở cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục á, thì họ khó tu hành tích đức. Cõi trời thì có phước, họ hưởng phước dữ lắm. Hằng ngày họ tưởng ăn có ăn, rồi họ tưởng nhà có nhà, họ đi sung sướng bằng thần thông, họ hưởng phước, họ không có tu được. Còn ở cõi Atula thì họ nó nóng nảy hai mặt trời, họ tranh đấu, họ cũng sân hận, khó tu hành. Súc sanh thì thôi rồi, con bò mà giờ ra dạch cái lỗ tai, nói bò ơi mày niệm Phật nghe, nó lắc 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 giống như độ con bò đó, nó cà lắc vậy nè, bây giờ nó quá si mê đâu á. Còn người mà ở trong cảnh ngạ quỷ thì thôi, họ đói, luôn luôn cái ý niệm đói nó làm họ khổ, cho nên thành ra họ không nghĩ được đến danh hiệu Phật, đến danh hiệu Tam Bảo cũng không nghĩ được, đến danh hiệu người họ cũng không nghĩ ra được, quá đói rồi. Còn địa ngục thì thôi rồi, khổ mà không có một giây phút nào để mà chợp mắt, mà cái thời gian nó kéo quá dài, vào trong đó là mấy đời kiếp, mấy chục đời kiếp, mấy trăm ngàn đời kiếp. Chỉ có con người là cơ may, là cơ hội hành thiện tích đức, phá mê khai ngộ, liễu sanh thoát tử là dễ dàng nhất trong sáu cõi. Quý vị nghe thấy mình được ưu tiên chưa? Nhưng mà trong con người ấy, trong loài người này, có hạng người nào không niệm Phật, không tích đức được? Hạng người đang hưởng phước, đang có phước thừa quá nhiều, tiền cổ quá nhiều, bây giờ phải làm cho nó dư chứ. Lao tâm khổ trí họ đi làm. Hàng thứ hai là hạng quá nghèo khổ, không có thiện căn đối với Tam Bảo, không tin tưởng Phật hiệu, họ cũng không niệm Phật được. Hạng thứ ba là họ quá thông minh, họ học nhiều kinh sách, gọi là thế trí biện thông. Họ thấy câu Phật hiệu nó quá là tầm thường, nó quá là bình thường. Họ học nhiều kinh tạng kia mới gọi là người thông gia. Ấn Tổ hay dùng cái từ gọi là thông gia. Thông gia tức là giỏi, một nhà tay giỏi học thức, gọi là thông gia. Thì cũng niệm Phật không được. Chỉ những người nào, chỉ những người nào sợ sanh tử, giống như là đang ở trong ngục tù. Những người nào có căn lành, tin câu Phật hiệu, muốn về quê hương Tây Phương Cực Lạc, giống như là kẻ cùng tử đi lang thang, mong về cố hương. Ai trong tâm trạng mình có điều này thì chúc mừng quý vị. Quý vị đã may mắn có được tâm nguyện này. Nếu niệm Phật mà không giống như là, nếu niệm Phật mà mình không giống như là kẻ mà đang ở trong lao ngục, mong ngày giờ thoát khỏi lao ngục. Kẻ niệm Phật thấy ở trong ngũ trược kiếp, trược kiến, trược phiền não, trược chúng sanh, trược mạng, trược ở trong cõi ta bà này gặp nhiều chứng duyên rắc rối quá. Họ mong ra khỏi cái cõi này, ngày đêm họ mong ra khỏi cõi này. Nếu niệm Phật mà không mong như vậy thì khó về cố hương lắm. Cố hương xa cách đã bao thu rồi, đã xa cách bao nhiêu đời kiếp rồi. Nếu mà người nào niệm Phật như vậy đó, tuy rằng thân ở cõi phàm, nhưng mà tâm họ là đã ký gửi bên liên thai, là người dân ở bên Tây Phương Cực Lạc, thì quê hương họ là Tây Phương Cực Lạc, thì cõi này chỉ là quán trọ. Tổ sư Ấn Quang nói, nếu người nào mà không muốn về Tây Phương Cực Lạc thì cõi này là quán trọ, mà tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là quê hương của họ.
giờ muốn về quê hương nào? Giờ chỉ có, giờ chỉ hai con đường thôi, một con đường đi xuống quê hương Tam Đồ với một con đường đi xuống về quê hương Tây Phương Cực Lạc thôi à, chứ không còn con đường nào khác đâu à. Bây giờ bữa ông Tổ có nói thầy Nhân Minh đọc cho quý vị nghe cái bà đó, bà hỏi đời sau con làm người như vậy con khỏi vãng sanh được không? Ông Tổ nói này này nè, tôi nói cho bà biết, bà làm người khó hơn vãng sanh à. Tôi nói thật với bà biết, bà làm người, bà làm năm giới mười thiện là tự thân bà phải làm. Còn bà về với Tây Phương Cực Lạc là có Phật lực, nhị lực, là vừa tự lực mà vừa Phật lực. Bà về trên đó nó dễ hơn là bà làm năm giới mười thiện à. Ghê không? Thì bây giờ mình tính tới tính lui, mình ngồi suy nghĩ, gác tay lên trán, không còn con đường nào hết nữa. Con đường người cũng thấy phiêu phỏng quá à. Trời thì lên trên đó hưởng phước báu thì cũng càng khó nữa. Thôi, chỉ nghe ông thầy Giác Nhàn nói lời văn sao Ấn Tổ, thôi con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời à. Điều này chúng tôi nói bằng tâm huyết chân thật, chứ không nói đùa giỡn, không nói lừa gạt. Nói cái chuyện này là cái chuyện giải quyết dứt điểm sinh tử trong một đời đấy. Muốn như vậy thì phải theo cái dấu vết của Ấn Tổ, tìm một cái nơi chân thật ở trong cái đại chúng đó, họ bảo bọc lo cho mình ăn uống bệnh hoạn sinh hoạt mọi thứ hết, giao hết cho họ, buông xuống vạn duyên, hàm dưỡng lâu ngày, 5 năm, 10 năm, 20 năm, chết sạch hết những vọng động, đem cái thông minh hiểu biết của mình muốn làm chuyện cao xa, xây chùa cao Phật lớn, vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Chân thật niệm một câu Phật hiệu lâu ngày chày tháng, mình là một con người có pháp khí, Phật giao việc cho mình làm. Ngài đến 70 tuổi bắt đầu Ngài mới ra, mà vẫn ở trong thất để mà phúc đáp thư, chứ không có ra ngoài làm việc gì hết cả. Chúng tôi nghĩ lại giật mình, Ngài là Tổ Ấn Quang mà Ngài như vậy, Bồ Tát Đại Thế Chí mà, còn mình là phàm phu mà cứ nhô đầu ra là coi chừng chết, không đủ sức. Ngài nói mình không phải là Bồ Tát thì đừng đi làm cái kiểu như Bồ Tát, mình không phải là Tây Thi thì đừng có giả cười như Tây Thi, cười như con khỉ á. Tây Thi thì nói gì? Đẹp cho nên càng cười càng khóc càng đẹp. Cái đẹp của Tây Thi là khi mà khóc là nó đẹp kinh hồn, còn mình khóc như khỉ già, mặt mày nó ướt nhem hết trơn, bắt chước nó đâu có được. Đừng có bắt chước. Mình không phải Tây Thi, đừng bắt chước Tây Thi. Mình không phải là Bồ Tát, đừng có làm kiểu như Bồ Tát. Chết. Thôi giữ thân phận phàm phu, chốn chốn núp núp ở trong cái đạo tràng nào đó, vô danh tiểu tốt, yên ổn ở trong đó, hàng ngày cứ lo niệm câu Phật hiệu, đốn đốn phiền não, tiêu nghiệp chướng. Nếu có ở lại thì Phật giao phó công việc gì thì mình làm công việc đó. Phật giao phó khác với cái khởi vọng tưởng điên đảo đi làm lắm. Khởi vọng tưởng điên đảo đi làm nó khác, ra cái là nó chướng ngại à, là mình biết vậy mình phải quay về. Mà có nhiều người càng chướng ngại họ đi, hà càng hướng chướng ngại họ đi, thì cứ càng đi càng lúng lúng lúng, từ từ cái đến rúng, cái đến ngực, cái đến mũi hết thở cái chết luôn, chịu không nổi. Cái sức của mình làm sao mà để có thể làm cái gì ở cõi này được ta? Cái sức phàm phu tánh đức nó để bị mất hết những cái tác dụng của nó rồi thì làm gì ở cõi này được ta? Nói như vậy không phải là mình mặc cảm cùng tử, là mình coi như là phất tỉnh ăn lê, không giúp gì cuộc đời. Nói như vậy để mình phải gì? Quay về hàm dưỡng thôi chứ. Nếu mà con người không hàm dưỡng giống như chén bát á, mà không có nung thành sành, qua trận mưa cái là gì? Nó thành bùn. Người không có hàm dưỡng ra đụng phiền não cái là gì? Nghiệp chướng túa ra cái là gì? Sanh tử phiền não tới chịu không nổi. Còn người có hàm dưỡng rồi, phiền não đến với họ giống như nước đổ lá môn, nước đổ đầu dịch. Nghiệp chướng đến với họ rồi, quăng cái nó ra, nó tiêu. Còn không thì gì? Nghiệp chướng nó tới quý vị rồi, quý vị gỡ không ra, gỡ không nổi, càng gỡ càng dính. Bởi vì không có công phu mà. Cho nên chúng tôi
Thực sự cái này là tâm sự chân thật với quý thầy, quý sư cô, quý chú, quý Phật tử. Từ tháng 9 năm ngoái là không có tổ chức pháp hội Vĩnh Nghiêm nữa. Đến bây giờ còn một tháng nữa, bữa nay mùng 10 tháng 8, còn một tháng nữa là đúng một năm chúng tôi không có đi đâu. Thấy hữu ích vô cùng. Hữu ích ở chỗ nào? Đi ra bên ngoài nhìn nhiều, nghe nhiều, tâm tán loạn, nói nhiều tổn khí. Còn người ngoài đời là gì? Họ không biết tiết dục cho nên thành ra tổn tinh lực. Mà ba cái tinh khí thần này mà không giữ được, không có làm cái gì được, mà cũng không niệm Phật được. Giống như cá cạn nước nằm lờ đờ, đi vòng vòng uống trà chơi, chúng có làm gì được. Sự thực là vậy. Còn các vị khác thì chúng tôi không biết làm sao, Bồ Tát rồi chúng tôi không dám nói, mà riêng chúng tôi là quá phàm phu rồi, phàm phu thứ thiệt rồi, cho nên bây giờ là phải ẩn núp thôi. Nhưng mong quý vị làm sao, nếu ai muốn gặp Giác Nhàn thì cứ ngày Chủ Nhật Giác Nhàn lên trên này gặp. Còn riêng khu chuyên tu thì bên đây là đóng cửa chặt rồi đó. 40 cụ với 21, 22 thầy chú với đó là bữa nay là phải quyết định là đi về Tây Phương Cực Lạc, không có nói gì nữa. Bây giờ mình tính còn con đường gì nữa đâu. Làm người thì thấy không phải là đơn giản, năm giới mười thiện. Nói như vậy không phải về Tây Phương Cực Lạc mà không giữ năm giới mười thiện. Mà khi mà mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc giữ năm giới mười thiện có Phật lực gia trì. Còn tự thân mình không muốn về Tây Phương Cực Lạc giữ năm giới mười thiện, tự lực của mình không phải đơn giản đâu. Khó lắm ấy. Cái này chúng ta ngồi chúng ta nghiên cứu kỹ á, không phải đơn giản. Ngay nơi cái xác sanh thôi, dở chân cất bước một cái là kiến rồi, những con trùng dế nó chết với bàn chân mình là không biết bao nhiêu con rồi đó nghe. Mà nếu mà mình không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì ở cõi này nó đòi cho mình phải biết. Nó đòi á. Không có chạy con đường nào trốn thoát được hết. Không có thể nào mình quỵt nợ, không có thể nào mình trốn được cái nghiệp báo. Chỉ có về tới Tây Phương Cực Lạc, nghiệp báo xấu ác còn, nhưng mà nó không có trả quả. Bởi vì trên đó là hàng ngày nó không có cái duyên ác. Nhân ác có mà không có duyên ác, cho nên nó đâu sanh ra quả ác được. Bây giờ cái nguyên lý để sanh ra về quả ác là phải có duyên. Nhân duyên rồi đến quả báo. Cho nên suốt ngày chỉ nghe Phật thuyết pháp, suốt ngày chỉ có khởi ra thiện niệm, suốt ngày chỉ ở chung với bậc thượng thiện nhân. Không có ai đến đánh đá, đấm đá, đòi mạng mình hết trơn á. Riêng cái cõi này bây giờ quý vị còn cái phước báu á ngàn. Đàn bảo bọc quý vị chưa thấy cái cảnh bắt đầu phước báu nó giảm á ngang, nhất là những người phá thai á ngang, nhất là những người ăn mặn á ngang, nhất là những người mà coi như là sát sanh á ngang. Trời mới thấy cái cảnh của nó chết một cách thê thảm, điêu tàn, đau đớn quằn quại. Lúc đó mình mới ân hận và nói trời ơi ăn chi vậy, ăn chi cho mà đến bây giờ như vậy. Lúc đó nó nói cái miệng mày ăn mày đáng đời mày đi, mày đáng đời mày ăn đi, bây giờ mày than cái gì. Có cái bà già, có cái bà cụ ở bên Đức á, có bà cụ bên Đức bà về, trời ơi bà ở chung với đứa con bà như cái địa ngục, dâu đồ nó làm cho bà khổ, bà nói là con khổ như trong địa ngục rồi. Bà về tới khu chuyên tu xong rồi cái bắt đầu bệnh nó hành, bà ra Đà Nẵng nằm một tháng rồi đó. Bà về lại với nhà mới nói bà thấy chưa, nghiệp nó đâu có tha bà đâu. Ở bên Đức thì con nó hành bà, bà về đây rồi bắt đầu bệnh nó hành bà. Bởi vì bà thấy cái thân nó thiệt cho nó hành bà. Rồi bà thấy nhà nước trả tiền cho nên thành ra bà cứ ra nằm cho đã để nhà nước trả tiền cho bà cũng bị tổn phước đấy. Hơn nghe lời thầy bà buông cái thân này xuống đi. 83 tuổi rồi, sống thừa 23 năm cho đúng được con người 60 năm cuộc đời. 60 tuổi là hết đời rồi, hạn sử dụng như đó thôi. Bây giờ bà được hơn 23 tuổi, 23 năm nữa thì bây giờ bà còn ức hiếp gì cái thân này nữa. Cái bà nghe cái bà giác ngộ, bà kêu thôi con khỏi đi ra nữa. Kêu, ừ vậy được chứ. Ở đây niệm Phật giảng sanh. Cho nên cái lúc mà giảng sanh cái thân này cũng phải buông. Chịu buông cái thân này, ô nghiệp chướng trả về với Phật. Mà khi mà cái thân này mà mình chịu buông được á, là cái tâm này, là ý chí người này mạnh dữ lắm. Họ niệm câu Phật hiệu vợ, họ tin Phật,
và họ tin về bên kia họ có được cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái thân tử ma chân kim, họ tin chắc như vậy và họ muốn về lấy cái thân đó, cho nên họ mới dám buông cái này, đúng không? Cũng giống như là cái ông này, cái tâm lý quý vị dễ hiểu lắm. Ông chồng ông về ông kiếm chuyện với bà vợ là biết anh có bà vợ bé cái nữa. Anh á, vì sao vậy? Bởi vì buông cái này là phải được cái kia. Nguyên lý của chúng sanh là thế. Cho nên Đức Phật A Di Đà nói rằng về đi, về Tây Phương Cực Lạc đi, có cái thân tốt đẹp hơn cái thân máu mủ dơ giấy này, bẩn thỉu này. Về Tây Phương đi, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Để cho mình gì? Nương cái thân đó rồi từ từ để mình đạt được cái pháp thân thanh tịnh, đạt được cái chân thân là tánh đức. Phật Di Đà cũng dùng cái cách để mà gì? Khuyến dụ mình. Về đi, nhà bên đó bảy báu đẹp hơn nhà bên này, về đi, về đi. Để cho mình gì? Buông cái nhà đó đi. Hiểu hiểu không? Nhưng mà nếu không buông thì thôi. Cho nên cái người tu tịnh độ họ phải thực sự đối chiếu. Đối chiếu cảnh giới ta bà và cảnh giới cực lạc. Đối chiếu cái thân này và cái thân ở bên Tây Phương cực lạc. Và đối chiếu cái diệu dụng ở trong cõi này với cái diệu dụng ở cõi cực lạc. Diệu dụng cõi này được cái gì? Sáng thức dậy lò mò lò mò. Nếu mà đêm hôm qua đó là suy nghĩ nhiều thứ ngủ không được thì Đức thức dậy lờ đờ như cá cạn nước, súc miệng đánh răng xong ăn gì miếng, bắt đầu đi làm kiếm một chút tiền về. Về gặp con vợ kêu tao ghét mày dữ lắm rồi nó ngâm mày. Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì đang ra chiến trường, ra thương trường làm ăn, đụng độ, tranh giành hơn thua phải trái đúng sai. Cho nên cái chiến trường ở ngoài thế gian, bên ngoài đem về nhà, đem cái chiến trường để về nhà. Vợ cũng vậy, không có nuôi con, thay chồng dạy con ở nhà tích lũy phước đức, cũng ra chiến trường làm chính trị kinh tế. Hai người ra thương trường, mà thương trường coi chừng gặp chiến trường vào đó. Thương trường là phải đúng sai phải trái. Chỉ có con người họ có phước báu là được của hồi môn cha mẹ và để lại sự nghiệp làm ăn. Cha mẹ là làm cái công việc đó là công việc bán vải hoặc bán làm nghề lương thiện, và có của hồi môn họ cũng tiếp tục họ theo cái hướng đó. Họ có phước báu họ thừa hưởng cái gia sản đó thì đỡ đi gặp chiến trường ở ngoài thương trường, đúng không? Hình như làm neo nó cũng ra chiến trường dữ, ngồi ở đó thôi bà tám bà chín nói đủ trò đủ chuyện trong đó. Chúng tôi nghe mấy cô Phật tử cô nói trời ơi cái tiệm neo mà ở bên Việt Nam á, mà bên mấy cái chỗ mà mấy người mà người ta phải nói là ngồi với nhau tụ năm tụ bảy thôi, nói đủ trò đủ chuyện hết trơn, kiếm chuyện phiền não. Đã ra thương trường là phải có chiến trường, mà khi có chiến trường rồi thì gì? Bắt đầu nghiệp ác xuất hiện. Cho mình nghe ông bà mình hồi xưa nói làm sao, cái câu này có đạo lý nè, lắng nghe nè. Cửa nhà là nghiệp báo, chồng vợ là oan gia, con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cái người mà họ kiếm được cái đồng tiền lương thiện để họ làm được căn nhà, họ có được tổ ấm á, là phải của hồi môn có phước báu tổ tiên để lại á, thì nó đỡ. Chứ còn không thì ra đủ kiểu lương liệu dối trá, đúng sai đấu đá tranh giành đủ kiểu họ mới có được đồng tiền, họ xây được cái tổ ấm gia đình họ. Cho nên ông bà mới nói là cửa nhà là nghiệp báo, tạo không biết bao nhiêu nghiệp mới có được đồng tiền để xây được cái nhà. Đánh đổi cái mà coi như là lấy cái tánh đức của mình để mà tạo nghiệp xấu ác để ở trong cõi này, được cái gì? Được cái quá ít, khi chết rồi bỏ ra đi hết. Mất cái quá nhiều, mất đi cái tánh đức. Thay vì cái tánh đức này phải niệm Phật để về Tây Phương để làm Phật. Chứ sao bây giờ cái tánh đức này bây giờ mình phải tạo nghiệp ác để mà mình phải chịu vào cõi ác, mình phải gặp những cái quả báo ác này bây giờ. Suy nghĩ lại, mình ngồi mình suy nghĩ lại, vì sao mình lại suy dại đến cùng cực. Đáng lẽ tánh đức này là phải niệm cái công đức Phật hiệu, nhưng mà nếu mà niệm cái công đức Phật hiệu này mình vẫn đi làm ăn chứ đâu có cấn cớ gì đâu, đâu có mất mát cái gì đâu. Nhưng mà có một cái là không để toàn tâm vô tin cái công đức Phật hiệu để niệm cho tánh đức lưu lộ, để mình niệm để mà mình tương ưng với Phật, để mình về với Phật. Mình để tâm vào chỗ khác thì khó niệm lắm. Cũng như anh em chúng tôi, người tu sĩ, nếu mà không thực sự muốn liễu sanh thoát tử thì niệm có Phật hiệu cũng không vô đâu. Niệm hoài nó chán ghê gớm lắm.
Tổ sư Ấn Quang nói trong trời đất này nó mới mưa hoài cũng không thể nào cây nào sống được, nắng hoài cũng không thể nào cây nào cuộc sống này sinh sôi nảy nở được. Cái người mà thượng căn thượng trí họ chỉ niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, thì họ được thành tựu. Còn riêng bọn phàm phu chúng ta mà không có pháp trợ hành á, thì tu một món nó ngán lắm, làm không nổi đâu. Phải có trợ hành Phật A Di Đà, còn phải có Bồ Tát Quan Âm ở bên cạnh. Huống hồ phàm phu chúng ta mà không có danh hiệu Quan Âm, không có thần chú Đại Bi á, niệm có một Phật hiệu này cần lắm, khó vô lắm, khó tương ưng lắm. Bởi vì nó gặp phiền não nó phá trong cái gì hết trơn, nó gặp chướng duyên nó phá trong cái gì hết trơn à. Nếu mà không cần có thần lực Bồ Tát Thiên Thủ, không cần có thần chú Đại Bi danh hiệu Quan Âm á, thì mình lên bờ xuống ruộng mình chán mình bỏ à. Ăn cơm suông ăn không nổi đâu, phải có kèm theo thức ăn. Niệm Phật suông phải là thượng căn mới niệm nổi à. Chứ còn không họ nói chơi chơi thôi, cho họ vô cảnh giới đó không được. Vô cảnh giới niệm Phật tâm muội nhất tâm không được. Tổ nói vậy đó. Cho nên Ngài khuyên phải thêm danh hiệu Quan Âm. Sáng cứ hít vô đi bộ Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm trong tâm nó lấy lại cái dưỡng khí. Buổi sáng mình niệm 3 tiếng 2 tiếng rồi, nó tổn cái khí lực mình rồi, bắt đầu mình mới thu vô lại. Thu vô lại bằng cách Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó niệm trong tâm 5 chữ thôi, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa niệm vừa nuốt miếng xuống. Nuốt miếng là chất bổ trong người mình. Nuốt miếng xuống, nó có cái dịch vị ăn rất là ngon. Bữa nay đãi quý vị hai món ăn là không khí, hơi thở với lại nước miếng nha. Có ai đãi nước miếng không? Tổ sư Ấn Quang á, nói cái ông đó ông viết thư, ông nói ông bị đàm hoài à, ông hạt nhỏ. Tổ sư Ấn Quang nói đàm của ông chứ đàm của ai, ông nuốt xuống luôn đi. Ông nuốt xuống thì đàm nó sẽ triệt tiêu đàm rất hay. Còn khạc ra thì đàm nó cứ ra hoài, ông khạc không bao giờ hết. Mà những cái tinh hoa trong đàm, trong nước miếng, trong miệng ông nó ra hết. Thời gian ông mất khí lực, ông chết sớm. Quý vị mà đọc mà coi được chỗ này, quý vị phải lục hết cái bộ văn sao quý vị mới thấy á nha. Tôi khuyên ông á, một là ông lấy cái miếng vải, ông để trong cái tay áo, lúc ông khạc ông phải che lại, chứ không là ông khạc trước Phật ra, ông nhổ lung tung là ông mang tội bất kính. Thôi, cái cách mà lấy miếng vải để không hay bằng nuốt luôn đi. Tôi khuyên ông nuốt luôn, đàm của mình không có gì gốm hết trơn, ông nuốt luôn đi. Tôi tin chắc ông nuốt một thời gian nó sẽ triệt tiêu. Ở đây ai mà hay có đàm mà khạc khạc ra đó, đó là những tinh hoa trong con người mình. Đây là dân Ấn Tổ nó là tinh hoa, tức là những cái không khí trong người mình và những cái chất bổ trong đàm mình á, trong nước miếng á, nó đi ra ngoài hết là con người này yếu ớt, tổn khí, bệnh dữ lắm. Cho nên nó có đàm cứ nuốt xuống hết ở dưới, ngon dữ lắm, chấp 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 nuốt vô. Lạ nha, mình nghe Ngài nói như vậy cái đang tụng kinh tự nhiên nó khạc khạc, nó nghẹt nghẹt hả, ngưng lại đội cái nó hết. Không thiệt mà, làm đi. Cái này công nhận Ngài đúng Bồ Tát, ông nói cái gì cũng đúng nha. Còn mình phàm phu làm gì cũng trật hết trơn, nhả ra là thất bại. Cho nên hôm nay Giác Nhàn lên nói là đãi Phật tử món nước miếng, đãi món nước bọt à, ngon dữ lắm ạ. À. Cái người mà thường nuốt nước miếng mà lễ Phật á, mình lễ Phật mình làm sao để nước miếng mình ra mình nuốt xuống á, thì người này không bao giờ khát nước và bao tử người này không bao giờ đau. Bởi vì cái nước bọt á, nó trung hòa axit trong đó và nó dịch vị rất tốt. Và lúc ăn cơm ba tô là bình thường, ngon dễ sợ luôn, ngon từ nước miếng này. Cho mấy người mà ăn gạo lứt nước mè ấy, người ta ăn cơm đâu có gì đâu, mà người ta nhai làm sao cả trăm lần để nước miếng ra, nhai mục đích để nước miếng ra mà. Còn bây giờ mà mình nhai như vậy mất công quá thôi, giờ mình cứ gì vừa đi bộ vừa hít thở vừa cái chấp nuốt miếng vậy đó. Hay dữ lắm á nghe. Nước miếng với lại không khí là hai chất bổ đó, là thôi khỏi phải tốn tiền mua, khỏi tốn tiền nấu gì hết trơn, khỏe lắm. Mà nhất là không khí này nữa thì thôi rồi, sung sướng. Hít cho thiệt sâu vô cho nó tới ở dưới bụng này nè, rồi nuốt miếng chấp thôi, nó ngon biết cỡ nào mà kể.
Hôm nay người nào mà lạy Phật mà có nước biến ra nhiều là bắt đầu hiệu quả, khí lực có rồi đó. Thấy là bắt đầu là cơ thể của họ là bắt đầu là gì, khỏe rồi đó. Nó thấy không đờm, thấy không nuốt. Bây giờ tụng kinh mà nó cứ khẹt 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 là cứ nuốt, nhớ không? Cái thất bại của con người mình tu là cái chỗ này. Không biết mình là hàng phàm phu, mà không biết mình là phàm phu, làm việc quá phận. Thay vì phước báo mình cạn mỏng, mình là kẻ phàm phu, nghiệp chướng sâu dày, mình không có được trong mạng, không có tài, thì bán bánh hỏi đi, bán bánh hỏi chay đi, hoặc là bán bánh ít đi, hoặc là mở cái quán tạp hóa gì bán nước mía thôi. Cuối cùng vay ngân hàng làm cái sạp gạo thiệt to để cái bản thích dắt nhàn vô. Ví dụ vậy mà, dắt nhàn đâu bán gạo đâu. Để cái bản thiệt to chân ướng lên, mình là người vật chất có máu mạch, có cái như là địa vị trong xã hội. Hàng ngày lãi ngân hàng nó lên từ từ, bỏ chạy mất dép mà nào không hay. Làm việc quá phận, đúng không? Cho nên không biết mình. Dân nhàn biết thân phận mình rồi, thôi tháng được vài trăm triệu nuôi mấy bà già ở dưới kia niệm Phật, không có dám hó hé làm cái gì lớn hết trơn. Nhoi đầu mà hó hé làm cái chùa cho to, vài chục tỷ, vài trăm tỷ, cuối cùng làm nửa chừng trong mạng hết sạch tài, tu cũng không được, Phật tử bỏ luôn vắng tanh như chùa Bà Đanh, ngồi đó với một bà già nấu cơm mà không nấu cho ăn nữa rồi mới biết đáng đời. Không, cái này nói thiệt. Biết thân phận mình là phàm phu nghiệp chướng thì phải gì? Hàm dưỡng ẩn tích mai danh, chân thật niệm câu Phật hiệu, rồi Phật cho nó đầy đủ, chứ đừng có vọng động quá phận. Ấn Tổ nói là quá phận, trong cuộc đời này là quá phận, cho nên thành ra gặp phiền não. Như mẹ của thầy, bà bán bánh hỏi 40 năm, bán bánh hỏi chay, bà cứ rà rà, bà làm cái chuyện đó, bà yên ổn, nó sống an vui. Con người mình là vọng tưởng điên đảo quá phận. Chết là chết chỗ này. Quý vị về coi lại mình đi. Trời, có cái anh chàng đó, hai vợ chồng mới xây được cái nhà không có bao nhiêu, gom mượn tiền bạn bè, gom lại ngân hàng, mở một cái xưởng thiệt to. Hàng ngày đi xe Mercedes, chơi với đại gia, cuối cùng tiền lãi lên trả không nổi, bỏ luôn chạy qua bên Mỹ, trốn luôn. Khổ biết bao nhiêu mà kể. Này là quá phận. Người xuất gia, người tu hành cũng thế. Biết mình không đủ phước báu thì nương cái đức của đại chúng. Ấn Tổ nói là tôi người thiếu phước, suốt cuộc đời chỉ ăn nhờ ở đậu trong chùa Linh Nham Pháp Vũ à. Ăn nhờ ở đậu, hàng ngày thay thời công phu theo chúng. Chúng làm gì mình làm cái đó. Rảnh bắt đầu là gì? Niệm câu Phật hiệu thôi. Rồi rảnh thời gian nữa là vô thất tu thôi. Không dám làm cái gì thêm nữa hết. Đại Thế Chí Bồ Tát mà vậy đó. Còn nhận đọc vào văn sao thấy ngài khiêm tốn kinh khủng luôn quý vị. Bồ Tát Đại Thế Chí mà luôn luôn ngài nói là lúc nhỏ tôi thiếu học, lớn lên thiếu tài thiếu đức, tu hành trả ra chi, 20 năm niệm Phật, miệng tuy niệm Phật mà tâm vẫn gì, chưa nhiễm đạo. Dễ sợ. Đó là ngài la rầy chúng sanh. Chứ ngài thì niệm Phật 3 năm là nó vô cảnh giới tam muội rồi. Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát mà. Hay, bộ văn sao này hay lắm. Một số người thấy rất bình thường, thấy bình thường lắm. Bởi vì mình chưa có khao khát, mình muốn giải quyết sanh tử, mình chưa có thấy pháp môn niệm Phật này là cái bổn mạng nguyên thần của mình, cho nên mình thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà số những người có duyên với chúng tôi nói là họ thích dữ lắm, họ rất thích.
Nhưng mà đọc vô thì đọc không nổi, mà có một số người thì họ đọc được. Mà nếu mà mình thích, mình chịu người nghe cái người đi trước nói. Ví dụ như hôm nay chúng tôi về, chúng tôi nói mà chúng tôi có âm mưu, mình rủ họ về để mình nói, xong rồi mình vận động tiền bạc để xây chùa, xây chiền, rồi đi làm từ thiện, rồi mình muốn cái gì mà lợi riêng cá nhân mình á, thì quý vị còn nghi ngờ được. Quý vị, ông này ông có âm mưu ba bệnh rồi. Biết âm mưu ba bệnh không? Cái nghĩa là ông này coi như là ông nói cái chuyện tốt tốt, nhưng mà hình như là phía sau đó ông muốn làm cái diện gì lợi riêng tư ông á. Lúc đó quý vị nghi ngờ liền, ông này không nên đáng tin cậy. Còn hôm nay chúng tôi trải lòng chân thật, không có một chút nhu cầu với quý vị luôn, và không có một cái gì lợi dụng quý vị hết, mà muốn đem cái bộ văn sao nói cho quý vị biết là công đức niệm Phật là chân thật, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chân thật, không có giả dối. Sự thực là như vậy, không có giả dối một chút nào. Mà khi niệm Phật là con người này ra đi, thân tâm họ mạnh khỏe an vui, gia đình của họ là không có khóc, mà giúp cho họ niệm Phật vãng sanh, họ đủ cái phước báu rất thù thắng. Đây là sự thật. Còn không, lúc quý vị mất gia đình, quý vị làm cho quý vị đám ma, quý vị mới biết đám ma. Biết đám ma là sao? Gia đình khóc bù lu bù loa, khóc dữ lắm. Vô một cái cảnh đó nhìn thấy tang thương buồn phiền, gọi là đám ma. Còn đám Phật là cả gia đình niệm Phật, đưa mình về với Phật, gọi là đám Phật. Hiểu không? Ở đây trong cái khu cái phòng bản sanh á, trời ơi, đưa bà vợ lên, đứa con nó năn nỉ, nó nói quá chừng luôn. Ông già ông kêu tôi không có chịu cho đi, để ở đây cho con cái đồ nó lo cho lúc bệnh hoạn, xong rồi cái lúc mà chết chóc đồ nó cũng khóc đồ cho người ta thấy, vậy mới thương mẹ chứ làm gì mà mang lên trên chùa rồi lên trên đó làm gì, tôi không chịu. Đứa con nó năn nỉ cái kiểu mưa dầm thấm lâu, quý vị biết mưa dầm thấm lâu, cứ nói hoài. Thì cuối cùng kêu thôi được, để tôi mang lên trên này tôi coi thử coi ở trên đó làm sao. Ông mang lên trên này, ông thấy mấy thầy mấy chú chăm sóc lo ăn uống, muốn sữa cho uống sữa, muốn uống thuốc cho uống thuốc, muốn kiểu gì muốn kiểu cũng được hết, miễn sao niệm Phật là được à. Cái lo lắng hết, ông kêu ủa sao mấy người này người dân nước lã mà sao người ta lo kỹ càng dữ người ta. Được á, thôi để trên này đi. Xong rồi vài bữa nữa ra đi rồi gì, ông thấy tay chân mềm mại, bà quá trời đẹp, bà hoan hỷ luôn. Ông kêu ủa sao mà bữa nay bà vợ tôi bà chết mà bà đẹp dữ trời. Xong rồi cái gì, ông kêu ồ ở trên này sao mà chết nó vui quá vậy ta. tôi thấy ở dưới chỗ nhà tôi chết nó khóc, trời ơi nó khóc xỉu lên xỉu xuống, khóc mà xỉu lên xỉu xuống là đám ma, biết không? Đám ma, ma nó khóc á, biết không? Còn mà chết mà niệm Phật, còn chết mà niệm Phật là cái người đó người ta gọi là đám Phật. Trời ơi, Sài Gòn chết cái nó thuê người khóc bù lu bù loa, khóc quá chừng mà khóc nước mắt nó chảy thiệt, mấy người khóc mướn á mà, vừa đưa tiền xong nó cười hì hì rồi đi à. Nhận hay thiệt, mấy người khóc miếng hay thiệt. Nó làm cho rối loạn luôn cái bữa mà người ta chết. Mà Ấn Tổ nói là cái người chết mà lúc đó mà làm xào xáo trong gia đình, khóc lóc rồi bẻ tay nắng chân rồi bật quần áo làm sớm vô, thì người này đâu giống như là cua mà nó lột da mà nó ngâm nước, giống như con người mà xô xuống giếng rồi á, mình lấy đá mình liện xuống nữa. Nghĩa là lúc mất mà không để hộ niệm đến.